cuốn nó dài giống như cái cành luôn các bạn. Trái mà cây bé tí mình đã trái. Cảm ơn các bạn quay lại cái miền Tây phiêu lưu nha. Hôm nay mình có dịp đi tham quan vườn mít nha các bạn. Sẵn đây quay clip chia sẻ các bạn luôn. Này. Bạn thấy vườn mít không? Bông nhỏ xíu nữa bột rồi. Trong nữa kìa. Trái nó bị sâu rồi kìa. Màu mướt phịch phịch đâu nha. Như cái trái nó bị gì kìa vậy? Màu kìa vậy? Sâu quá vậy? Sâu. Màu nữa, cái màu nó kỳ quá. Không phải thì thử bỏ lại để lại cho khác. Cái này nghi đen quá vậy. Nghi không nghi cắt bỏ thử đi. Sao thấy gai nhỏ nhỏ không? Thử đi, cắt luôn đi. Sắc đứt quá. Cái gai này cho nó ra lại lá thì sắc gốc mà. Ừ. Bổ luôn coi sao? Cắt bỏ luôn. Mượn dao bổ luôn coi kìa. Thử luôn. Tiếp theo trong mấy quanh đi tiễn mít cắt tỉa. Tỉa trái mà. Chứ để lại mít bị sơ đen loại bỏ sớm. Trái nào không vậy chứ. Trái nào được lấy. Thì con ấy để mẹ yên túm lại vậy đó. Cây bà lớn để hai trái. Đường nào mà sống nổi cho mít. Trái này cũng không điệu nữa ha. Kỳ vậy? Sao mít mít nó da bị kỳ vậy? Mốt này. Không được thì xử bỏ. Mà sao nó bị da kỳ ta, mít tơ mà. Đen quá trời. Giống gì giống thì cắt bỏ đi rồi mấy cái khác. Không rồi đó. Đen. Ngộ hai mít tơ thì da sống tơ nó bị nhiều. Quá. Đen hơi hơi. Giặt mạnh ngay giữa luôn coi. Thúi luôn. Thúi luôn, thúi cái cùi phải không? Bởi vì cái trái cái da nó không được xanh bình thường. Thúi cùi. Sao kỳ ta, cái vườn mít này mới gan tím mà sao nó đi. Này 1.5 năm mới bắt đầu để trái nè. Nhưng mà trái vẫn chưa đạt được chất lượng được nhiều. Cái trái nhỏ nhí nhí nè con. Nắp đủ ba hết trơn rồi. Đây tới đây vườn mít tiếp tục cái vườn cũng chung một vườn nha các bạn. Cái này bị như này da nó bị dơ quá chứ mà. Chưa biết được không mà cột bao chân là sao trời. Sợ sâu rồi. Cái này nở gai quá trời, càng già rồi. Cái này càng già thấy không? Cái dẹp hết vậy. Cái này càng già lên, được rồi. Cái này lên kem mà. Xịt vô vậy là mũ nó ra đặc vậy đó hả? Mũ lọ mũ quá rồi. Mũ nó chịu xịt. Tờ cuốn nó dài thấy ham. Thì chặt bỏ. Đụng không bỏ rồi chặt. Bố mày đi theo hốt cái hốt hốt. Cầm để vậy thảm rồi còn sót nó. Đây các bạn. Cây bé, cây nhỏ xíu nha các bạn. Bé tí này. Kìa coi coi hai trái nhỏ đó kìa. Bị gì? Cây bé nhìn bên trái nè các bạn xem. Nhưng này phải tiễn nó không để được. Ổng nè, ổng bịch sẵn nè. Ổng bịch đỡ rồi, ổng để nguyên một đống vùi vùi trong cái sâu hết trơn. Trái bị lép rồi sao?
Này bà bán vài bữa thôi mà cắt được mấy trái hả? À. Dương mít ăn 1 năm rưỡi các bạn, 18 tháng trái với cây nó tốt rồi. Lấy một trái là trái này bự lắm nè, lấy hay để cái này. Coi cái nào ấy lấy được lấy. Bỏ cái này thì trái dưới nó bự đó. Không được thì cắt. Con đâu có tiếc. Hai trái thì hai trái thì cây nó hơi nhỏ thôi. Cái trái nào đẹp? Không để cắt cái kia mày. À, trái bưởi cũng phải loại bỏ tại vì cái cây cây nó nhỏ nha, bởi mình để trái nhiều không được, để một trái thôi. Ai biết cái nào ngon lấy. Ờ hôm gại con cặt mười mấy trái sữa nó bị không lớn rồi đó. Da nó xấu rồi nhìn. Nó cong vòng à. Trời ơi, đồ thân đồ đi như đó rồi. Trời ơi, với em với kìa. Cái này là nhỏ. Đây các bạn nhìn đây. Cây nhỏ xíu nhưng mà trái. Vô cái vườn mít này, mít mít tơ mà, nó 18 tháng thì trái cực kỳ nhiều luôn các bạn. Này. Mà nhìn trái mít mít còn bé không? Cây này chưa tiễn nha. Cây này chưa tiễn, để đây. Trái nằm có 20 trái đầu bờ đó giờ. Mít trái nằm mà lạng đã hết trơn. Này trái con đâu ra đâu. Lên một đợt lên đã cái lòi ra được nó lưới. Lên đặt cái lò mới. Lưới len mới đó. Cũng ra à, lưới len cũng dánh này sợ cho đó. Đâu có đen đâu quẹo. Đi được chưa khác rồi hả? Đi. Tơ sẽ đen nhiều vậy ta. Cái này không thấy lớn được chứ thôi. Ủa cái này mới đẻ mà. Mày cây nhỏ xíu nhưng mà trái rồi ha. Vườn mít tơ nó cực kỳ nhiều trái luôn nhưng mà chất lượng của nó thì chưa đạt lắm. Không để, con để con ngắt tay thôi. Mày hỏi tao tao là như đủ tao nhìn tao thấy cái trong vậy. Thấy sao không giờ không biết. Mày, cái này đâu có lớn đâu. Thu tôi lôi rồi. Không. Cái này lép đẹp. Lép muối. Đó không? Trái đó còn lấy bỏ mà. Các bạn nhìn trái này. Ủa bạn không lấy bỏ. Bạn đi ở dưới không, không ngờ không ai không lấy bỏ. Nó hoài vậy. Nó ta lấy mấy trái rồi bỏ dưới gốc á. Còn không phá mấy trái sát gốc gì đâu. Con chặt hết rồi, lâu lắm. Chậm chết mẹ không nhỉ, chậm chi chưa. Đây các bạn nhìn mít trái nè. Cú nó dài giống như cái cành luôn các bạn. Đây tiễn mấy trái nào không được tiễn bỏ này. Nụi dài con lãi. Chịu nổi không? Cái nhánh này chịu nổi không? Lớn lên chắc cái nhánh chịu nổi rồi. Sao không? Rồi nhánh còn cái chịu nổi nữa. Cái nụi nè. Cái này nè. Ừ. Sao mà không? Nó bự ra nữa. À. Tiễn mít mà lấy cái dao ra cái người ta coi người ta. Trái mà. Cây bé tí mà nó trái. Ê này để bông trên hay bông dưới? Trái. Kỳ quá ông địa ơi. Rồi.
Má, cái này khó rồi nè. Mẹ nó tới cơ đó rồi thì để đi, chị nó bán mít đi cũng được, lấy vốn rồi. Không, con chặt trái bự chứ đó nữa. Có đâu mày bò ơi, có đâu mày. Mà chạy nó hai trái nha, trái nhỏ, trái bự. Thì con mới chặt. Chặt trái đó bữa nay bự rồi đâu rồi. Trong chỗ này nè. Trên này còn không quẹo? Còn bụi rồi, hai ba bụi rồi. Ba bụi rồi, lại nhổ một bụi đi. Nó đi lẹ hàng đạo chứ nhổ gì hỏi. Trời ơi, ba con hấp hai sửng ở đầu hai củ. Những chẳng những sinh củ còn sinh cây nữa. Về trồng ăn. Con cho củ hơn cho cây không đó.